vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Trên của mình ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là Elsu Dimitri anh em ạ. Đối với Elsu thì anh em có thể mang đi lên, cũng có thể là mang đi mid anh em ạ. Đi rừng thì không nên nhá, mang đi mid thì cũng rất chỉ là hiệu quả nếu mà tem bên mình đó là có sát thương phép. Thì ở trận đấu này thì mang Elsu đi mid thì nói chung đối với chất tướng kiểu Elsu ấy thì lên danh cao người ta thường xuyên auto pick ấy, còn phía dưới thì ít. Và một vị tướng gọi là Gengar anh em ạ. Đó là các SP thì cực kỳ là ghen ghét đó là vị tướng này. Thì tại sao mà luôn luôn đó là ghen ghét như vậy thì ở clip này mình cũng sẽ phân tích. Cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu luôn nhá, cấu rỉa nhẹ một xíu này. Đối đầu với mình bên kia đó là Ingrid anh em ạ. Thực tế thì vị tướng này thì không đáng sợ cho làm pha này. Bắn mò một phát này, không thấy sai nhá, bắn mò thêm phát nữa này. Ôi trật mặt rồi, không thấy sai anh em ạ. Bắn mò coi thử là kết liều được hay không. Nhưng mà không kết liều được rồi thì bây giờ đảo gánh thôi. Pha này bắn luôn này, bắn cháy này, cháy đâu bạn ơi. Lên bảng điểm số này, dốc cơ của tem đi thì khá là thấp máu này. Bắn thêm một phát nữa này, lùng ngay đã double kill. Những pha đó thì chắc chắn là mình không thể thoát được rồi. Khi mà dừng tem địch đó là ăn mình ấy. Với Elsu thì thực tế là một vị tướng chiêu hái được sử dụng cực kỳ là dài luôn. Nên là cũng có thể đó là giữ vị trí để bắn tốt. Nhưng mà điểm yếu của nó khi mà đang nhé nhắm mà bị Karinak nó vô một phát thì có thể bị sốc đám luôn anh em ạ. Đấy là chơi Elsu ấy thì rất chỉ là hay dễ bị chửi là sao. Ví dụ anh em tập trung ngắm vài giây, ví dụ ngắm vài giây thế này và bắn trật phạt rồi thì thôi xong luôn ấy. Đồng đội tánh cỡ thường xuyên là chửi Elsu ấy. Vì thế mà Elsu tuy là một vị tướng cũng rất chỉ là mạnh nhưng mà để đòi hỏi kỹ năng thì chơi thì cũng rất chỉ là cao anh em ạ. Bởi vì những cú bắn thứ nhất là phải tốt, thứ hai là giữ vị trí để bắn được anh em ạ. Chứ anh em lời thì tay dài mà không giữ được vị trí để bắn là điều không nên. Thì pha này thì mình đó là sẽ rinh rập đấy một xíu để làm gì? Để đó là chờ, đó là hồi chưa một. Mình sẽ đặt cái ứng tràm ở đấy. Với đặt cái ứng tràm ở đấy thì khi mà mình tém địch di chuyển qua gánh đường rồng thì tém mình đó là sẽ dễ biệt hơn ấy. Ok, pha này thì bắn cháy thôi, lùi lại một xíu nha. Pha này thì chắc có lẽ lùi lại một xíu. Rồi giật bắn này, rồi dùng đó là chiêu hai luôn anh em ơi. Chạy đâu bạn ơi, ừ, con xỉu máu kia, tiếc thế. Nhưng mà pha này thì mình phải vào đẹp trù ngay vào luôn anh em ạ. Không chỉ là dốc cơ nó lấy cái trù liên. Này thì dốc cơ này, pha này mình tốc biến nè đám. Á à, thằng này cũng hack nào ấy. Nhưng mà xin chia buồn với bạn. Pha này nhé này, này thì dốc cơ này. Cú chá đình đó là quay trở lại đó là bắn cái trù ấy. Bởi vì cái trù của mình thì bây giờ gần như là không có máu nữa ấy. Nhưng mà xin chia buồn với dốc cớ, mình lùm thêm là một điểm hạ khúc nữa. Thì vui chơi không quên nhiệm vụ anh em ạ. Thì bây giờ lại về đường của mình thôi. Và này thì lại đặt ứng tràm ở đấy tiếp này. Bởi vì ứng tràm thì vừa bị phá ấy. Ok, pha này thì nhẹ nhắm này. Đang thấy artist của tém địch nha. Rồi nó quay trở lại này. Một bắn này. Rồi pha này mình sử dụng chiêu cuối luôn này. Thứ nhất đó là có thể lui về an toàn. Thứ hai với cái giật bắn này thì kết liều được là artist của tém địch luôn. Quá là tuyệt vời luôn rồi. Pha này một bắn tiếp theo này, thêm phát nữa này, làm phát nữa này. Tập trung càng đông thì việc đó là Elsu bắn thì càng dễ. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là bắn trúng mục tiêu nào. Tất nhiên thì bắn trúng ra những vị tướng máu giấy thì sẽ tốt hơn nhá. Thì hiện tại thì đáng thấy là có giáo tránh. Thì pha này lại hỗ trợ, không biết có hỗ trợ được hay không này. Rồi đáng thấy sai này. Pha này thì chắc có lẽ mình bắt chiêu cuối lên bắn này. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số. Ôi, lại ăn được ống kia anh em rồi. Chạy đâu. Này thì chạy về chúng tôi này, double kill liền.
Phê chưa anh em, phê chưa anh em, ôi này giờ bắn toàn trúng anh em à. Không lẽ là trận đấu này chơi lên đông vậy, bắn auto trúng thế này đi. Ôi trật rồi. Ok, pha này thì sẽ tập trung lấy trụ nhá. Khi mà cảm thấy đó là có lợi thế rồi thì tập trung lấy trụ thôi. Dầu sao thì trận đấu thì cũng là trận đấu lấy trụ, chứ không phải là trận đấu ăn màng hạ gục. Tuy là 8 màng thì mình ăn tới đó 7 màng của tím rồi. Ok, bây giờ Krynak định làm gì đây? Này thì Krynak này lại lên gì rồi anh em ạ? Quá đỏ thì tận dụng khoảng thời gian này ăn luôn đó là con rồng. Pha này thì chơi không bắn thương nhẹ vai phạt rồi mình có thể là giật bắn lui về nhá. Nhưng pha này thì Atrid đó là bắn trù mình tốc biến để bỏ chạy này anh em ạ. Dẹp thế lính đạ trước khi đó là mất trù này. Lượng máu thì cũng khá là thấp rồi nên là biến về nhẹ một xíu. Phù hiệu dành cho đó là Eo Sua, trận đấu này mình sẽ sử dụng đó là bầu phù hiệu má chủ anh em ạ, má chủ nổ đám ấy. Đối với Eo Sua thì anh em có thể là sử dụng bằng ngọc đó là 16% chỉ mạng hoặc là 100 xuyên giáp hoặc là tốc đánh cũng được anh em. Nếu mà anh em ngắm kém thì có thể là theo thiên hướng tốc đánh cũng được anh em. Nói chung bằng ngọc thì cũng khá là đa dạng khi mà anh em lên chỉ mạng ấy. Tuy là Eo Sua bắn không ra chỉ mạng nhưng mỗi phần trăm chỉ mạng thì Eo Sua đó là sẽ cộng được thêm rồi cộng vật lý nhá. Nói chung cũng tuyệt vời anh em ạ. Anh em có bảng ngọc nào thì anh em cứ sử dụng thôi. Còn ngọc tím ấy thì anh em sử dụng cho mình là ngọc tốc đánh tốc chạy, còn ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp anh em ạ. Đơn giản là vậy thôi. Còn ngọc đỏ thì anh em có thể linh hoạt được ấy. Ok, pha này thì sẽ tập trung lấy trụ nhá. Đối với chất tướng của Eo Sua thì chiêu hài cực kỳ là quan trọng ấy. Bởi vì chiêu hài thì anh em khi ngắm bản, ví dụ như pha này nè, cầu rìa này, một phát này chỉ còn là 1/3 cây máu nữa, pha này mà Ingrid không về là chắc chắn rất chi là dễ lên bảng điểm số luôn. Nhưng mà đáng thầy là rừng tem địch bắt xa thủ tem mình. Pha này mình sẽ đó là giật bắn luôn, lại bắt luôn nha, chạy đâu bạn ơi. Lên bảng điểm số này. Rồi, ôi Atrid nó đuổi theo mình rồi. Ôi nó dí mình anh em, bật chiêu hoái bắn một phát. Ôi chỉ con xỉu máu kia ăn được Atrid rồi. Ôi đông thế, mấy ông này đông thế. Ta đổi Eo Sua lại sớm xỉu là ngon đây đấy. Ôi đài đáo không trúng rồi kia. Về trang bị thì sẽ lấy những gì? Đó là lên đầu tiên thì dây dù mục tăng tốc đánh ấy. Rồi tiếp đến Muramasa, đó là xuyên giáp anh em. Sau đó thì lên cho nó kiếm phân nghĩa bắn theo phân trăm máu ấy. Tiếp đến sẽ lên cho nó phức hợp kiếm những cú bắn sẽ thấm và thốn hơn. Sau đó lên cho nó cảnh nánh thì dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm 30% đám. Và cuối cùng đó là giáp hồn mạnh em ạ. Biểu đồ này thì gần như là biểu đồ tối ưu nhất dành cho Eo Sua rồi. Bởi vì những món đồ này thì rất chỉ là cần thiết, kể cả là có tốc đánh này, rồi lường đám cực kỳ là tốt nha anh em. Thì chơi Eo Sua thì tất nhiên điểm mạnh của nó là khả năng tay dài, điểm yếu của nó thì rất chỉ là dễ bị chửi. Bởi vì khi anh em ngắm mà bắn không trúng vào đấy, rất một phát rất chỉ là hay chửi. Hoặc là việc đó là anh em không giữ được vị trí tổ tém đích dồn vào phạt thì anh em kịp bốc hơi luôn, không kịp làm gì luôn ấy. Còn đối với Eo Sua thì nếu mà anh em bắn tốt một phát giữ vị trí tổ thì sát thủ tém đích rất chỉ là khó bắt nhá. Thêm cái tốc biến và cái chiếu rất bắn nữa thì sát thủ tém đích rất chỉ là dễ bị áp lấy. Và đặc biệt late game thì Eo Sua cũng là một vị tướng cực kỳ là mạnh. Đây, pha này một bắn này, chạy đâu bạn ơi. Vẫn trúng này. Ok, lùi lại một xíu tránh trường hợp nó choáng nhá. Rồi pha này này, ôi hay quá ghi đuôi, chắc chắn thì lên bảng điểm số rồi này. Thì sự kết hợp hoàn hảo nhất vẫn là sự kết hợp đó là Eo Sua và ghi đu anh em ạ. Trong đấu giải thì người ta sử dụng đó là ghi đu Eo Sua cực kỳ là nhiều luôn ấy. Hai quân bài, một quân bài là trưởng choáng, ghi đu trưởng phạt nửa máu và Eo Sua bắn phạt nửa máu nữa thì đối phương lên bảng điểm số luôn. Sự kết hợp gọi là hoàn hảo luôn ấy. Vì thế là bây giờ thì trong đấu giải hoặc các đó là trận đấu thì người ta sử dụng Eo Sua cũng như ghi đu thì nhiều rồi. Pha này bắn này không có tầm nhìn nhưng mà vẫn bắn được phá đỏ ấy, rất là hên luôn. Nói chung những phá đỏ thì cũng may mắn này anh em, tem địch mà về nhánh quá ấy thì chắc chắn là mình không ăn được, còn tem địch về chậm thì mình ăn được thôi. Pha này bắn một phát nữa này, cậu rìa nhẹ này, tem địch chỉ còn xỉu máu này, ôi ăn được mang nữa rồi. Thì đó là đồ khó chịu của ghi đú nhá anh em, đó là đồ khó chịu giữa ghi đú và Eo Sua, cứ cậu rìa nhẹ nhàng thôi anh em. Có khi là con xỉu máu nữa ghi đú tem mình có thể là ăn được, và bây giờ thì lấy thêm một đường lính siêu cấp nữa. Trận đấu này thì cũng có vẻ là khá là dễ dàng rồi, khi mà mình cũng là sánh sớm anh em. Ok, pha này thì chắc có lẽ là kết thúc được hay chăng. Nhưng mà pha này nhé, bắn phát này, bắn một phát này, ôi lui về được kìa. Tém địch thì vẫn đang lao ra, này thì Atrid này, nhưng mà lại trúng đó là SP của tém địch. Pha đó thì cũng không biết trúng SP hay trúng Krynak này anh em ạ. Pha này nhé.
Trận đấu này thì thấy mình ép toàn tập rồi thì chắc có lẽ là bây giờ thì có ăn được màng nữa hay không thì kết thúc trận đấu luôn nhanh nhé. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh đồng hồ tinh thần. Bye bye, chúc em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công nhé. Tribe.